Xin chào quý anh chị. Hôm nay Lộc gửi đến quý anh chị một chiếc xe Mercedes GLC 200 đã qua sử dụng. Và chiếc xe này có những đặc điểm gì thì anh chị hãy theo dõi video này của Lộc nhé. Đặc biệt, Lộc sẽ còn nhiều những video khác về những dòng xe đã qua sử dụng, những dòng xe line new. Thì mọi người hãy đăng ký kênh của Lộc để theo dõi. Bây giờ Lộc sẽ quay chi tiết chiếc Mercedes GLC 200 này nha. Mọi người cùng theo dõi với Lộc. Đây, quý anh chị, đây là chiếc Mercedes GLC 200 đã qua sử dụng. Và chiếc xe này anh chị biết không ạ, mới chỉ di chuyển có 12.000 km. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 và đăng ký tháng 4 năm 2022. Xe sẽ được bảo hành đến tháng 4 năm 2025. Và chúng ta thoải mái về cái việc bảo hành cũng như về chất lượng của xe ha. Vậy bây giờ Lộc sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho quý anh chị. Phần đầu xe trước quý anh chị ha. Phần đầu xe chúng ta thấy chiếc GLC 200 này rất là mạnh mẽ. Mercedes GLC 200 sản xuất 2022. Đó, chúng ta thấy phía trước phần đầu xe, phần đèn rồi phần logo rất là lớn, làm cho chiếc xe cảm thấy mạnh mẽ. Và chúng ta thấy rằng nó sẽ dễ dàng di chuyển ở những cung đường khác nhau. Nó đa dụng, một chiếc SUV đa dụng. Ở đây chúng ta xem coi phần đèn là đèn gì. Vâng, đèn nó là đèn LED High Performance ha. Rồi chúng ta cũng thấy có 6 cái cảm biến ở phía trước, những thanh mạ rôm ở phía trước mạnh mẽ. Bên hông xe này, Lộc quay bên hông xe cho mọi người. Rồi bây giờ Lộc sẽ quay cái vỏ xe này để cho anh chị thấy là vỏ xe còn mới hay không ha. Những cái điểm mà chúng ta có thể biết được xe còn mới hay không, đó là màu sơn, rồi đó là vỏ xe. Vỏ xe nếu mà chúng ta di chuyển ít thì vỏ xe còn gai và còn mới. Thì đây, mọi người thấy không ạ? Vỏ xe của chúng ta còn rất là mới, chiếc Mercedes GLC 200 là còn mới. Chúng ta thấy vỏ xe là vỏ xe chất lượng lắm. Đó là vỏ xe Pirelli. Đồng thời nó là mâm xe thì là mâm R18, mâm 5 chấu mạnh mẽ. Phần hông xe chúng ta cũng thấy đã có bệ bước chân. Vì những dòng xe SUV thường là gầm cao cho nên có bệ bước chân rất là thuận lợi để cho chúng ta bước lên xe. Rồi chúng ta tiếp tục với phần bên hông xe. Khi mà Lộc quay kỹ như thế này thì tất cả những anh em ở tỉnh, anh chị em ở tỉnh cũng có thể là mua xe của Lộc, không cần phải lên showroom. Bởi vì bên Lộc bán xe đều cam kết. Cam kết thứ nhất là xe không đâm đụng, không ngập nước, không trùng tu động cơ và không tua km ha. Đó là những cam kết của bên Lộc, của bên Good Car của Lộc ha. Thì anh chị cứ an tâm khi mà sử dụng dòng xe ở bên mình. Phía sau xe nè mọi người, phía sau xe, phần đèn rất là đẹp, Lộc rất là thích cái dàn đèn này. Và Lộc cảm thấy đây, khi mà chiếu gần vào cái bộ đèn sau này nè, bộ đèn LED ở phía sau này, chúng ta thấy nó giống như là một cái phím của đàn piano á mọi người. Mọi người thấy không ạ? Đây nè, Lộc chỉ chưa? Giống như cái phím không ạ? Bên này cũng vậy nè, giống như cái phím đó. Đặc biệt và đẹp quá phải không mọi người? Ở phía sau cũng toát lên sự mạnh mẽ của chiếc GLC 200, một chiếc SUV đa dụng. Đây, quay chi tiết bên ngoài. Chiếc xe này có động cơ 2.0 và công suất mã lực là 197. Mâm xe 18, R18. Nó có vỏ xe Pirelli. Vỏ xe Pirelli rất là tốt. Và vỏ xe Pirelli có sức chịu đựng về nhiệt rất là cao. Rồi thời gian sử dụng cũng khá là bền bỉ. Phần hông xe bên trái,
mâm xe bên trái ha. Ở đây bên Lộc bán ra một chiếc xe bạn đã đảm bảo cho quý anh chị về những cái mà cần thiết nhất, đó chính là sự uy tín. Bây giờ chúng ta cùng đi vào trong nội thất, anh chị cứ tin tưởng vào Quốca bên mình và bên mình có những cam kết để mà xác định với anh chị. Đây là một cái chiếc xe tốt. Bên Lộc thì chủ yếu là xe line new và dòng xe sang, dòng xe cao cấp. Những dòng xe qua sử dụng ít km, những dòng xe qua sử dụng nhưng mà chưa có những cái chuyện như là đâm đụng hay là phải trùng tu động cơ. Nội thất là quý anh chị thấy là nội thất kem đúng không ạ? Nội thất kem trên chiếc xe màu đen. Rất là đẹp, nội thất kem thì cực kỳ là đẹp luôn. Những cái tay nắm cửa chúng ta thấy còn mới tinh. Và đặc biệt nhất là khi mà Lộc quay lên như thế này thì anh chị thấy không? Nội thất mới và đẹp lắm. Line new mà mọi người. Điều mà khi mà toát lên cho Lộc nhất đó chính là đèn nội thất đó mọi người. Lộc rất là thích đèn nội thất của dòng xe Mercedes. Bởi vì mọi người biết không ạ, sau những giờ làm việc mệt mỏi á, mà chúng ta khi mà chúng ta trên chiếc xe chúng ta di chuyển về nhà với đèn nội thất này, với cái kiểu phối màu là chúng ta thể phối màu được 10 màu và đèn nội thất là 64 màu á mọi người. Cho nên là nó làm cho mình relax hơn. Cộng với những cái âm thanh trong xe nữa và màu sắc như thế thì giúp cho chúng ta relax hơn sau những giờ làm việc mệt mỏi hoặc là những chuyến du lịch đó, chúng ta sẽ thấy là chiếc xe của chúng ta nó làm cho chúng ta thoải mái, nó nâng cái tâm hồn của chúng ta lên. Đó là những cái điều mà Lộc cũng muốn chia sẻ đến mọi người. Mọi người thấy không, đèn nội thất bên trong rất là đẹp, đèn nội thất của Mercedes GLC 200. Đây là phần ở bên trong. Thì Lộc quay cho mọi người nè. Lộc quay chi tiết. Mọi người hãy theo dõi. Mọi người theo dõi kênh của Lộc. Mọi người đăng ký kênh của Lộc. Và Lộc có rất là nhiều những cái video, những cái dòng xe khác nhau. Porsche, Blazer, BMW, Audi và Mercedes. Thì mọi người ưng xe nào mọi người có thể là liên hệ với Lộc để Lộc tìm xe cho mọi người. Thí dụ anh chị muốn tìm một chiếc Porsche hay anh chị muốn tìm một chiếc Audi thì anh chị cũng có thể liên hệ với Lộc để Lộc giúp cho mọi người tìm một cái chiếc xe ưng ý nha mọi người. Dòng xe Mercedes thì Lộc rất là thích ở cái phần vô lăng này. Phần vô lăng này thì là vô lăng 3 chấu bọc da rồi. Nhưng mà nó hay ở điểm á, là nó có cái lẫy chuyển số trên vô lăng. Khi mà có lẫy chuyển số trên vô lăng này á, anh chị đi muốn mà đi sport hơn hay là anh chị khi mà đi những cái cung đường là đường đèo, đường núi thì chúng ta sử dụng cái tính năng lẫy chuyển số trên vô lăng này rất là hiệu quả. Hoặc là anh chị muốn vượt một chiếc xe khác một cách sport mạnh mẽ hơn thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái tính năng này ạ. Đây chúng ta thấy có cái công tắc để chúng ta điều chỉnh cái vô lăng bằng điện ha. Điều chỉnh vô lăng bằng điện rất là tiện lợi cho chị em. Và vô lăng thì Lộc thấy rất là nhẹ nhàng này. Đèn này đèn auto rồi ha. Lộc rất là thích cái đèn nội thất ở bên trong này mọi người ơi. Đèn nội thất của Mercedes quá tuyệt vời. Gương chiếu hậu, chúng ta thấy gương chiếu hậu bên trong này, gương chiếu hậu thì chống chói, gương chiếu hậu bên trong xe là chống chói và tràn viền đẹp. Xe của mình thì không có cửa sổ trời nhé mọi người, chiếc GLC 200 này thì không có cửa sổ trời. Rồi để Lộc đi ra đằng sau, Lộc sẽ quay cái phần nội thất ở phía đằng sau cho mọi người ha. Đây, Lộc sẽ quay cho quý anh chị cái phần nội thất ở phía sau ha. Nhìn cái đèn này là Lộc thấy rất là thích rồi nè. Cái đèn nội thất nè.
Mọi người có thể điều chỉnh cái đèn nội thất này tùy ý, tại nó đến 64 màu và nó có 10 cách để phối màu ha. Mình sẽ tùy chọn như là chọn vào mùa đông hay là mình chọn vào mùa hè, mình chọn những tông màu sắc khác nhau, tùy chọn, tùy sở thích và tùy vào những cái cảm giác của mỗi người á, những cái cung bậc cảm xúc của mỗi người ạ. Lộc quay cho mọi người thấy nội thất phía sau, mọi người thấy không ạ? Như là mới vậy, như là chúng ta vừa đập hộp một chiếc xe mới á. Đây là hai cái cửa gió phía sau và chúng ta có thể điều chỉnh bằng cơ á mọi người. Đó. Riêng về dòng xe Mercedes hay là tất cả những dòng xe sang ở showroom của Lộc thì lúc nào cũng sẵn sàng. Cho nên là quý anh chị muốn tìm một chiếc xe phù hợp với quý anh chị thì cứ liên hệ với Lộc để Lộc có thể là trao đổi và gửi đến quý anh chị những chiếc xe theo ý muốn của quý anh chị nha. Đặc biệt hơn nữa là đối với showroom của Lộc thì Lộc có chia sẻ với anh chị từ đầu luôn rồi là showroom của mình luôn luôn là xe Allway Line New. Lộc vừa chia sẻ đến quý anh chị chiếc GLC 200, Mercedes GLC 200, sản xuất năm 2020. Chiếc xe còn rất là mới và quý anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với Lộc. Đồng thời quý anh chị nhớ đăng ký kênh của Lộc để là những người theo dõi những video mới nhất của Lộc. Lộc luôn luôn có những video mới nhất về những dòng xe Porsche, Audi, Lexus hay là Mercedes S450, Mercedes Maybach. Bên Lộc thì chuyên những dòng xe sang đã qua sử dụng và những dòng xe sang lướt, những cam kết mà công ty của Lộc gửi đến. Anh chị hãy nhớ đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.